Mến chào quý khán thính giả thân yêu của bản tin 24 giờ. Thủy Vân rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong thời lượng của bản tin. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội diễn ra trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Xin chào quý khán thính giả của bản tin 24 giờ. Bản tin ngày 12 tháng 9 năm 2023 sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những tin chính sau đây. Đại Hồng Thủy đã tấn công, điều khiến Trung Quốc khóc hận khi hệ thống hồ chứa cả nước bị thất thủ. Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo màu cam với mưa lớn, lũ quét, sạt lở, dông tố hoành hành chưa dứt. Thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam Trung Quốc đang trải qua một trong những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong những năm gần đây, chủ yếu do năng lượng trữ nước của các hồ chứa tại thượng nguồn sông Dương Tử. Mối đe dọa được cho là đáng sợ hơn khi có thông tin các đập thủy điện trên sông Kim Sa, một nhánh của sông Kim Tử, đã hoạt động hết công suất. Trong giai đoạn mưa lớn vừa qua, nhiều tin đồn bắt đầu xuất hiện nói rằng lượng nước dâng cao ở đập Tam Hiệp tại Nghĩa Sương, tỉnh Hồ Bắc, điểm di tích trung lưu thượng lưu sông Dương Tử, đã gây ra tình trạng nước lên ở Trùng Khánh. Nhà chức trách và các chuyên gia Trung Quốc khẳng định thông tin này là không có cơ sở. Trong thế kỷ trước, Trung Quốc đã xây dựng, có chọn lọc các đập thủy điện bởi sự thiếu hụt về nguồn vốn. Đây là những dự án then chốt mang lại lợi ích xã hội toàn diện, cung cấp điện năng và giảm rủi ro lũ lụt. Như vậy, nhà chức trách cần bổ sung thêm nguồn lực, bao gồm ngân sách để xây thêm các cơ sở tích trữ nước nhằm cải thiện hệ thống kiểm soát lũ lụt. Trong tình hình mưa lớn tiếp tục đổ vào các sông hồ và dự báo tiếp tục trong những ngày tới, tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc vào ngày hôm qua đã nâng mức phản ứng lũ lên cấp cao nhất ở khu vực dòng sông Bun Chen. Đến 19 giờ tối ngày 11 tháng 9, mức nước ở hồ chứa trên sông Dương Gian, dự án kiểm soát lũ quan trọng ở vùng thượng lưu sông Bun Chen, đã lên đến gần 108,5m, vượt qua mức tích nước thông thường. Giới chức địa phương cảnh báo mức nước này sẽ tiếp tục dâng cao và dự kiến sẽ lập kỷ lục mới. Hồ chứa nước này đã phải mở cửa xả tràn lần đầu tiên trong 9 năm để hạ thấp đỉnh lũ. Cơ quan thủy lợi tỉnh Chiết Giang nói, nhiều con sông ở khu vực đồng bằng chính của tỉnh đang chứng kiến mực nước dâng lên mức cảnh báo. Tại tỉnh Hồ Bắc, chính quyền cũng đã kích hoạt phản ứng ứng phó khẩn cấp cấp 4 và tiến hành cứu trợ cứu nạn từ trưa ngày hôm qua. Sau khi lũ lụt nghiêm trọng và ngập úng xảy ra trên diện rộng, Đài quan sát quốc gia của Trung Quốc vào trưa ngày hôm qua đã đưa ra cảnh báo màu cam về tình trạng mưa lớn tàn phá trên nhiều địa phương của đất nước này. Từ sáng ngày 11 tháng 9 đến những ngày tiếp theo, mưa lớn và bão dự kiến xảy ra ở tỉnh Quý Châu, Vân Nam, Tứ Xuyên, Quảng Tây, trong khi Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo một số địa phương của tỉnh Giang Tây có thể hứng chịu lượng mưa lên đến 260mm trên ngày. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 mức, màu sắc, màu đỏ là cấp nghiêm trọng nhất, sau đó là màu cam, màu vàng và màu xanh da trời. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo chính quyền các địa phương cảnh giác với lũ lụt và rủi ro lở đất, đồng thời đề xuất tạm ngưng các hoạt động ngoài trời tại những khu vực nguy hiểm. Kính thưa quý vị thân mến, trong 24 giờ qua, tình hình thảm họa thiên tai tại Trung Quốc vẫn diễn ra liên tục không ngừng. Theo DKN đưa tin vào tối hôm qua, sau những trận mưa lớn liên tục nhiều ngày kèm theo những cơn lốc xoáy dữ dội, tại châu tự trị Hoàng Hà, Trung Quốc đã bất ngờ hứng chịu một trận lũ quét hết sức kinh hoàng, cùng với đó là một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter. Những thảm họa này chồng lên nhau đã khiến cho một lượng nước khổng lồ chảy xuống xối xả với tốc độ thực sự khủng khiếp. Kính thưa quý vị, những đại thảm họa gây ra thiệt hại cho đất nước Trung Quốc là không thể kể xiết. Khi giờ đây bão chồng bão, lũ chồng lũ liên tiếp tàn phá, Trung Quốc giờ đây từ một cường quốc đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ, thì Trung Quốc đại lục lại liên tục chịu hàng loạt thảm họa do thiên tai gây ra thiệt hại lớn về người và của. Theo các chuyên gia dự đoán, với tình cảnh hiện nay thì Trung Quốc rất khó lòng để phục hồi lại như trước, và dự là 100 năm sau cũng chưa chắc đã ngoi đầu lên được. Giờ đây thiên tai đã cho nhà cầm quyền Trung Quốc ông Tập Cận Bình được toại nguyện và thỏa cơn phát bấy lâu nay. Khi đâu đâu trên đất nước đại lục cũng toàn là nước, mưa to ròng rã từ đầu tháng vừa qua tiếp tục cho người Trung Quốc bị ngập chìm trong biển nước. Động đất làm vỡ đê cùng hàng loạt các dị tượng khác bắt đầu ứng nghiệm. Điềm báo vỡ đập là có thật, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình đang mất ăn mất ngủ. Theo một tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, nước này ngày 10 tháng 9 lại tiếp tục có những trận động đất và vỡ đê, nhiều nơi còn xảy ra lũ quét, lũ ống sạt lở nghiêm trọng, làm cho người dân của nước này phải chạy sơ tán khẩn cấp. Bên cạnh đó, có rất nhiều người cho đến nay đã bị lũ dữ cuốn trôi, chưa tìm thấy tung tích. Tờ báo của Trung Quốc còn cho đăng tải nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh mưa to, gió lớn, động đất sóng thần kéo dài trong những ngày vừa qua, làm cho mực nước tại nhiều con sông dâng cao và ngập lụt bao vây toàn bộ những tỉnh phía nam của Trung Quốc. Ví dụ như thành phố Vũ Hán, An Huy, Tứ Xuyên, Hồ Bắc và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc vẫn bị nhấn chìm trong nước lũ. Có những nơi bị ngập lên tới 5m, xuất hiện nhiều tuyến đê bao có nguy cơ bị vỡ trong một vài ngày tới. Ảnh hưởng do cơn bão số 2 trên Biển Đông, ước tính lượng mưa tại các tỉnh đo được từ 300 đến 500mm. Xuống khu vực các tỉnh phía đông nam của Trung Quốc, ở tỉnh Sơn Tây, lũ lụt đã buộc 120.000 người phải sơ tán, phá hủy gần 17.000 ngôi nhà, buộc phải đình chỉ hàng trăm hầm mỏ và làm hư hại 190.000 hecta đất nông nghiệp. Tổng cộng có khoảng 17,5 triệu người ở Sơn Tây đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gây ra do lượng mưa lớn gần gấp 4 lần mức trung bình hàng tháng.
Mạng truyền hình quốc tế Trung Quốc đưa tin các ngôi làng bị nước lũ tràn vào khiến cho người dân bị mắc kẹt, gây ra sự cố vỡ đập. Cảnh quay từ trên không cho thấy trụ đỡ đường sắt cũng bị cuốn trôi, để lại đường ray treo lơ lửng trên không. Một số phần của bức tường xung quanh thành cổ Bình Giao được UNESCO xếp hạng cũng bị sỏi mòn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin 59 đài khí tượng quốc gia đã báo cáo lượng mưa hàng ngày cao kỷ lục. Họ cho biết mực nước sông Phai Hai đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Những trận mưa xối xả đã trút xuống nhiều ngày trong tuần trước trên khắp tỉnh Sơn Tây. Trong 12 tiếng từ đêm đến sáng, tỉnh đã ghi nhận lượng mưa trung bình 31,3mm, đã tăng lên 119,5mm trên toàn tỉnh, trong đó 18 thành phố ghi nhận lượng mưa trên 200mm, tối đa là 285,2mm. Thái Nguyên, thủ phủ của tỉnh Sơn Tây, đã ghi nhận lượng mưa 185mm, gần gấp 7 lần so với mức trung bình cùng kỳ năm 2022. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã hôm Chủ nhật đưa tin sẽ có thêm mưa và thời tiết lạnh hơn. Hà Nam, người đứng đầu một trung tâm dịch vụ thông tin thiên tai cho biết, phạm vi lũ lụt còn tồi tệ hơn trận mưa lũ thảm khốc xảy ra ở Hà Nam vào hồi đầu năm 2022. Nhưng tác động không tồi tệ bằng. Bản báo cáo cho biết mối quan tâm hàng đầu của Hao đối với Sơn Tây là thời tiết lạnh giá đi kèm. Hơn 300 người ở Hà Nam đã thiệt mạng trong trận lũ lụt kinh hoàng vào hồi đầu tháng trước. Các trận mưa lớn kỷ lục vẫn tiếp tục kéo dài tới năm nay, đổ bộ vào nhiều tỉnh thành, làm tràn lan hồ chứa, phá vỡ các bờ sông, hệ thống giao thông công cộng và đường xá ở nhiều nơi trong thành phố. Theo Reuters cho hay, cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19 đã lắng xuống, trong đó nền kinh tế số 2 và nhà sản xuất hàng đầu thế giới Trung Quốc dự kiến chịu tác động đến hết năm nay. Nhiều công nhân sẽ bị thất nghiệp, dự kiến sẽ có một số lượng lớn lên đến hàng triệu người Trung Hoa đại lục tràn vào Việt Nam và Đài Loan để tìm kiếm công ăn việc làm, cũng như là chạy trốn khỏi tình cảnh thiên tai đói khổ tại Trung Quốc. Mưa lũ tiếp tục dội hàng tấn nước từ trên trời rơi xuống Trung Quốc từ đêm ngày hôm qua cho đến tận sáng ngày hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, khiến cho nhiều vùng trũng của Trung Quốc vẫn bị chìm trong biển nước. Nhiều ngôi nhà cao từ 5 đến 6 tầng cũng bị ngập tới nóc. Thiệt hại là vô cùng nặng nề. Bầu trời của Trung Quốc liên tục tối đen mù mịt bởi những cơn mưa từ thượng nguồn của sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp đổ về, khiến cho nhiều tỉnh thành của Trung Quốc tiếp tục ngập sâu từ 3 đến 5 mét. Thành phố An Huy, một trong những thành phố giáp với Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam hôm qua, được cho là đã dính những trận mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại thành phố An Huy vào lúc 2 giờ đêm đến rạng sáng ngày hôm nay lên tới 500mm, khiến cho một sân bay, bến cảng, một căn cứ quân sự và hàng ngàn căn nhà bị ngập lụt, bị phá hủy. Thiệt hại ước tính khoảng 98 tỷ nhân dân tệ. Thế nhưng một người dân 36 tuổi tên là San cho biết, hiện chính quyền ông Tập Cận Bình không có động thái gì để lo cho dân chúng, mà chính quyền ông ta vẫn đem quân ra xâm chiếm Biển Đông. Chúng tôi hoàn toàn phải tự xoay sở và rất nhiều người phải sống trong cảnh mất nhà cửa, sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Kính thưa quý vị, từ khi bước vào năm 2023, Trung Quốc đã phải gặp một điều đen tối, đó là những con quạ đen bay khắp bầu trời của Bắc Kinh, báo hiệu một năm đầy sóng gió với chính quyền của ông Tập. Và điều đó ngay lập tức đã được ứng nghiệm. Từ cuối tháng 12 năm 2022 cho đến tận bây giờ, Trung Quốc liên tục gặp những trận mưa to đến rất to, làm cho lũ lụt ở thượng nguồn sông Dương Tử, con đập Tam Hiệp đổ về vùng hạ lưu, nhấn chìm nhiều tỉnh thành của nước này, làm cho người dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Lời cảnh báo từ biển nước của Trung Quốc, từ những ngày đầu tháng tới đã có hai đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Nam của Trung Quốc, khiến cho trung tâm khí tượng quốc gia này phải ban hành cảnh báo mưa bão hầu như mỗi ngày trong suốt những ngày vừa qua. Cơ quan này dự báo trong những ngày tới có thêm hai đợt mưa lớn nữa, thiệt hại nặng nề, ai cũng thấy. Truyền thông Trung Quốc đưa tin đến cuối tháng 6 năm 2023, đã có hơn 12 triệu người ở 13 tỉnh chịu ảnh hưởng do ngập lụt, 78 người chịu thiệt mạng, gần 100.000 ngôi nhà bị hư hại, mùa màng thất bát, tổn thất kinh tế lên tới 25 tỷ nhân dân tệ, khoảng 4,8 tỷ đô la. Cả tình trạng mưa lớn quá nhiều, các đợt thiên tai cao do biến đổi khí hậu đã đều tăng trong vòng 60 năm qua. Không chỉ vậy, từ năm 1980 đến năm 2021, mức nước biển ở Trung Quốc tăng lên trung bình từ 3,4mm trên năm, nhanh hơn mức trung bình toàn cầu, đe dọa đến nhiều vùng đô thị. Riêng vào năm 2021, mức nước biển quanh Trung Quốc tăng hơn bình thường đến 72mm, theo Bộ Tài nguyên Môi trường nước này cho biết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.